Xin chào các bạn đã đến với FPT Shop Channel. Vào lúc 0 giờ ngày 8 tháng 9 theo giờ Việt Nam, sau nhiều tin đồn đoán về iPhone 7, Apple đã chính thức giới thiệu đến với người tiêu dùng trên toàn thế giới siêu phẩm đã được mong chờ bấy lâu nay là iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Mở đầu cho sự kiện, Tim Cook đã tổng hợp các thông tin về Apple Music cùng với sự hợp tác với hãng game Nintendo. Chủ tịch của Nintendo cũng đã lên sân khấu và giới thiệu trò chơi sẽ có mặt sớm nhất trên iPhone là Mario Run. Tựa game này có thể chơi đối kháng và được phát hành vào cuối năm nay. Tiếp theo đó, Apple cũng đã giới thiệu dòng smartwatch thế hệ thứ 2 cùng nhiều cải tiến vượt bậc. Một điều khá thú vị là Pokemon Go có thể chơi trên Apple smartwatch cùng nhiều tính năng. Như vậy, với sự kết hợp này, dự kiến trong thời gian tới sẽ có rất nhiều tựa game trên điện thoại hay do Nintendo xây dựng và cũng xuất hiện trên iPhone. Và ngay sau đó, Tim Cook đã bắt đầu đề cập đến Apple Watch với số lượng bán ra trong 18 tháng chỉ đứng sau Rolex, đứng đầu trong bảng danh sách về sự hài lòng của khách hàng. Chiếc Apple Watch thế hệ thứ 2 có những cải tiến như sau. Thứ nhất, chạy trên hệ điều hành watchOS 3.0 với nhiều tính năng thú vị. Tiếp theo là chống nước tốt hơn phiên bản trước ở độ sâu 50m và người dùng có thể sử dụng khi đang bơi. Sử dụng chip mới nhanh hơn 50%, màn hình hiển thị lên đến 1000 nits sáng hơn 50% so với phiên bản trước. Ngoài ra, sản phẩm còn được trang bị GPS giúp người dùng định vị, xác định quãng đường đi và có thể dẫn đường thông qua bản đồ tải trực tiếp về đồng hồ. Bên cạnh đó, Apple Watch thế hệ thứ 2 cũng đã cho ra 3 phiên bản đặc biệt là Apple Watch 9, Apple Watch Ceramic và Apple Watch Ambit. Và cuối cùng, nhân vật chính cũng đã xuất hiện, bộ đôi iPhone 7 và iPhone 7 Plus. iPhone 7 có màn hình 4.7 inch và một camera sau, còn iPhone 7 Plus trang bị hai camera sau với màn hình 5.5 inch. Và đây là 10 điểm nổi bật của bộ đôi sản phẩm này. Đầu tiên là về thiết kế. Máy có sự thay đổi nhẹ về thiết kế và cho ra hai màu mới là Jet Black và Black, bên cạnh ba màu truyền thống là Silver, Gold và Rose Gold. Thứ hai là nút home vật lý đã được thay bằng home cảm ứng với công nghệ Tactic Engine, tích hợp nhiều tính năng như Quick Action, tin nhắn, Siri, thông báo. Thứ ba là bộ đôi iPhone 7 đều đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP67. Thứ tư, camera là điểm nổi bật trên cả hai thiết bị với camera chính 12MP được trang bị 6 thấu kính, hỗ trợ chống rung quang học khẩu độ f1.8 cho thu sáng tốt hơn 50% và 4 đèn LED True Tone. Camera trước độ phân giải 7MP, riêng trên iPhone 7 Plus trang bị thêm bộ đôi camera kép, trong đó một camera là góc rộng và một camera cho khả năng zoom quang học 2x. Thứ năm là màn hình trên iPhone 7 là 4.7 inch, trên iPhone 7 Plus là 5.5 inch đều được trang bị màn hình Retina HD mới, sáng hơn 25% và gam màu rộng hơn so với iPhone 6s. Và cả hai thiết bị này đều được trang bị hai loa stereo cho chất âm sống động và hay hơn. Thứ bảy là cổng tai nghe 3.5 đã biến mất và thay vào đó tai nghe sẽ tích hợp vào cổng Lightning. Apple cũng đã trang bị thêm phụ kiện giúp người dùng chuyển đổi từ Lightning sang 3.5. Thứ tám là Apple đã trình làng tai nghe không dây AirPods với khả năng nhận diện độ rung khi nói và cảm ứng bề mặt khi chạm vào tai nghe, thời lượng pin liên tục lên đến 5 tiếng. Và bộ đôi tai nghe này đi kèm hộp đựng đồng thời là pin sạc lên đến 24 tiếng. Thứ 9 là Apple cũng đã giới thiệu Apple Pay và công nghệ Pelica thanh toán theo giao thức tùy biến riêng. Và thứ 10, iPhone 7 và iPhone 7 Plus được trang bị chip A10 Fusion 4 nhân có tốc độ nhanh hơn 40% so với chip A9 trên iPhone 6s và hiệu năng nhanh gấp 50% so với iPhone 6s. Về pin, trên iPhone 7 cho thời gian lướt web liên tục 12 tiếng. Và pin trên iPhone 7 hơn trên iPhone 6s đến 2 tiếng. Và Apple cũng đã công bố mức giá của iPhone 7 là $649 và có 3 bảng 32GB, 128GB và 256GB. iPhone 7 Plus có mức giá $749. Tai nghe AirPods có mức giá $159. Và iPhone 7 được cho đặt mua từ ngày 9 tháng 9 và sẽ có hàng vào ngày 16 tháng 9 tại một số thị trường, tuy nhiên chưa thấy có Việt Nam. Và iOS 10 sẽ được cập nhật vào ngày 13 tháng 9. Trên đây là những thông tin tổng hợp từ những sự kiện ra mắt bộ đôi iPhone mới của Apple. Và ngay từ bây giờ, FPT Shop đã có thể cho đặt trước bộ đôi iPhone 7 và iPhone 7 Plus cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Và sẽ nhanh chóng có những bài đánh giá chi tiết hơn về bộ đôi iPhone này. Các bạn đừng quên like cũng như là subscribe kênh YouTube FPT Shop Channel để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào!